Hà Nội xuất hiện tình trạng khan hiếm nguồn xăng, nhiều gian thương găm hàng bán lại với giá gấp đôi. Lợi dụng tình trạng nhiều cây xăng đóng cửa, cho biển hết xăng nên một số người tranh thủ đi gom xăng, xăng chiết trong các chai nhựa sau đó bán lại với giá đắt gấp đôi. Những chai xăng được một người đàn ông xăng chiết từ căn nhựa 20 lít sang các chai nhỏ hơn có dung tích từ 0,5 lít đến 1,5 lít. Theo người dân sống tại khu vực cho biết, cây xăng tự phát này bán xăng ra thị trường với giá 50.000 đồng mỗi lít, đắt gấp 2,5 lần so với giá bán hiện tại là 22.000 đồng mỗi lít tại các cửa hàng xăng dầu. Dù rất bức xúc, bà Linh, quận Cầu Giấy chia sẻ vẫn chấp nhận mức giá xăng đắt đỏ. Bà cho biết, xe hết xăng thì phải đổ, dù đắt đến mấy cũng phải đổ, chứ dắt bộ vào giờ tan tầm như này chỉ khổ cho chính mình và tốn thời gian. Trước đó, trong ngày 11 tháng 10, nhiều cây xăng tại Hà Nội xảy ra tình trạng quá tải khi người dân xếp hàng chờ đổ xăng, nhân viên bán xăng phải hoạt động hết công suất để phục vụ người dân. Tại cây xăng có địa chỉ ở số 14 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, nhiều người dân còn mang theo bình 20 lít để mua xăng dự trữ. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, cây xăng này bất ngờ tuyên bố hết xăng. Người quản lý cây xăng liên tục xua tay, thông báo đã hết xăng và mong khách hàng thông cảm. Ông Thanh, quận Tây Hồ chia sẻ, tôi đã đợi ở đây gần 30 phút nhưng vẫn chưa tới lượt đổ xăng. Hôm nay tôi rời khỏi nhà từ 6 giờ 30 phút để đi đổ xăng rồi đi làm, nhưng dạo này lúc nào cây xăng cũng đông từ sớm. Đợi đổ xăng thì đi làm muộn, đi cố lại sợ hết xăng dọc đường, vấn đề này rất bất cập, hy vọng chính quyền sớm giải quyết cho người dân. Tình trạng cây xăng đóng cửa, treo biển thông báo hết hàng cũng diễn ra tại nhiều cửa hàng xăng dầu khác trên địa bàn Hà Nội.